Bueno. Mình thật ra không phải siêu đây nha, mà tại vì là mời má vô dây bà Lượng, xong cuối cùng anh Nam không hãy để cho má con Quỳnh vào dây mẹ của Lâm, chứ không là ba tấn hoàng có cơ hội đến nên duyên với lại má Hoài An rồi. Ủa dạ, tự nhiên cái má vô tình mới làm siêu đây. Tự nhiên sao làm người thứ ba phải không? Cái nghe nè, thôi xong giờ đổi dây cũng còn kịp mới lắm con Quỳnh. Được bao phần lại hả? Đổi không, đổi không? Đổi dây không? Dạ đổi được, bây giờ mới để con coi cái kinh phí ngày hôm đó quay bao nhiêu á. Nó buồn nhìn con đi xong rồi mình có lại. Xin chào mọi người. Anh hai ơi, sao anh vuốt cái đầu tóc anh nữa rồi? Anh nãy giờ anh có đụng đâu? Nó vuốt rồi kìa. Không có đụng. Ở đây mình nói to không được. Thưa quý vị, có một mối tình đã nên duyên từ bộ phim của Về Nhà Ăn Tết. Xin giới thiệu đó là mối tình của ba Tấn Hoàng và má Hoài An. Không có, tại vì quay cái hoàng hôn dịu dàng xong rồi. Quay cái hoàng hôn dịu dàng xong rồi Tấn Hoàng coi như là đau ma Hoài An. Chứ hồi đó giờ đâu có gì đâu, sau này mới ấy nè, chứ còn hồi đó giờ có gì đó sau này mới lại thôi. Ấy là sau này sao ba? Nếu mà ấy và ấy và ăn chịu để ấy thôi, thôi chứ chị, mình dạ chị nay, chịu dạ. Bữa nay con sẽ cùng với anh Cương hai chị ăn chị ba chịu không? Má chùm cho ba nha. Thì con cố gắng đi, chứ bà ráng lắm rồi. Chị ăn chịu không? Bà ráng lắm rồi, con ráng. Nhưng mà má đang thay đồ mà sao ba bay từ? Chị ăn chịu không? Chị hả? Sao có chị nói em kéo vô cái màn á, chị ra cái là có quay phim quay vô. Đi ra. Sao không vậy? Mới được làm vậy phụ tình ba con. Trời ơi, cũng đi. Ba má ra nè ba ơi. Má nhiều chồng lắm rồi con ơi. Không rồi, này nè, đó trời. Bữa nay má nè tóc trẻ đẹp lên, bởi vậy ba hoàn sao xuyến từ bữa giờ. Bây giờ mà Hoài An không có thương Tấn Hoàng, bây giờ Hoài An chết, Tấn Hoàng cũng hiện hồn ám rồi. Gì ba? Ê bà chết đó, bà chết, ba cũng hiện hồn về ám bà à. Thiệt. Không mà công nhận là vậy má. Ba giờ quay em ăn rồi dép với Hoài An mà. Thôi. Cái vấn đề không phải là đẹp, mà vấn đề cái duyên dáng. Dạ coi, nhưng mà hình như có nét cụ thể. Vừa đẹp vừa duyên nữa. Vừa đẹp vừa duyên. Chứ ba xấu quắc rồi, ba cũng... Mình quay ngoài này là phụ. Ba nghe con nói là phim là cô An. Ba mới nhận. Ba tính xin ngược lại con. Sợ con bỏ ba đó. Sợ con hồi ba lại. Sợ hồi lại đó. Là ba mới xin ngược lại ba có quà. Chỉ có Phương vừa rồi đó. Trong phim những này người ba mê không à? Người trong phim khổ. Này á, anh Tấn Hoàng có mối tình với lại chị Tân Quỳnh. Đưa dây xuôi. Đưa cái dây kiểu này chết ba rồi. À, không tính tiền. Có ổng đứng lặng rồi. Cái này là tính tiền. Không đứng lặng lặng. Má vô dây của má của Lâm. Sao có anh Nam chịu, anh đạo diễn không chịu. Ba nhắc con lại tối bữa nào mà cứ vừa mà bấm cái Hoàng Hôn Dịu Dàng tập 43 thấy Hoàng diễn ở Tấn Hoàng nè. Yeah. Lúc mà Tấn Hoàng chết Hoàng khóc. Có em chia sẻ về fanpage của em rồi đó. Hay lắm cái tập 43 là anh thương từ giờ đó hả? Anh chết, cái tập 43 anh chết rồi ba khóc. Lúc mà còn sống á, kêu anh cười ba không cho ba đuổi hoài à. Ông chăn dịch mà ông sợ con bả coi thường bả. Lúc anh chết thì ba khóc thê thảm luôn. Trời ông sợ thằng sống gì vậy? Cái bà hai về năm đó là ba sợ thằng sống gì vậy? Tôi hối hận đúng không? Lúc ông còn sống thì bữa cơm tôi cũng đuổi ông. Bây giờ ông tha lỗi cho tôi. Đó thì đó em mới nói là cuối cùng mà ba có tha lỗi không? Chết là tha lỗi gì? Chết rồi bà hối hận. Bây giờ gặp ngoài đời giờ tha lỗi là ba thêm má luôn đó. Hay cái này là cái văn của Hoàng là anh nghĩ. Anh Hoàng nghĩ là chết là thôi, chứ thực tế không có. Nó là cảm động vậy. Tại vì cái cảm xúc đó. Tất nhiên là Hoàng có thương cho Hoàng thiệt, nhưng mà cho nên mới diễn được vậy đúng không? Chứ còn không thương không bao giờ diễn được vậy. Chắc em thương hết 100%. Tại biết sao không? Thật ra má An lại biết quay clip nha. Em nhắn thiệt được chứ. Anh tắt cái clip đi để cho ba má diễn với nhau. Diễn qua đây đi. Rồi ba má cứ đi. Đó, nó cho nó tài để cho. Đâu có gì đâu. Cho mối tình trong mộng thôi. Nhưng mà giữa ba làm con ma, ba cũng ám bà suốt rồi à. Thiệt, nắm nó kéo dọn. Nhưng mà ba không hỏi thiệt nha. Em có thiệt không? Thì cũng biết làm duyên nè. Thì cũng biết con tính. Thì có, không biết bả có không đâu. Nhưng mà bả có gì không thành vấn đề đâu. Đối với ba thành vấn đề.
Ba leo nhây lắm. Rồi đủ rồi ha. Để cho vui nó chơi cho vui nha bà con nha. Chứ hoài ăn với Tấn Hoàng là anh em thôi. Giỡn chơi cho vui. Không, giỡn chơi cho kỳ. Chứ để chồng hoàng đứa làm. Chồng hoàng đứa làm mà ba còn diễn được ba con thôi. Đâu có gì vui đâu anh. Tấn đẹp mà. Ba nói ngồi cũng thấy ba đi xa xa rồi sao. Đây là một cái mối tình gọi là trong phim thôi mọi người. Mối tình 4-5 năm nay rồi đó. 4-5 năm nay. Mấy cái đoạn này hay quá anh ha. Em có chia sẻ về trong đây, em đi làm, và em giống nhân vật nào ở trong phim nhất? Bà Vân trong bánh mì ông Hầu hay là bà Hai bán chè trong Hoàng Hôn Dịu Dàng? Mấy nay mọi người chửi Hoài An, chửi bà Vân trong bánh mì ông Hầu nhiều quá rồi. Bây giờ xem cái này thử coi, xem phim này thử coi. Có khóc với Hoài An hay không? Em chia sẻ về cái bông bao đó. Có nó diễn như vậy luôn. Nhớ không? Cái mặt ba để quên cái nói. Một mặt cặp thiệt lắm vậy. Em thấy hiện. Nhưng mà đằng sau là tội tôi mê quá. Tôi mê sợ gì nghĩ. Hàng xóm gì nghĩ. Có từng tuổi này rồi. Mà diễn như vậy là ông đi đi. Đừng bây giờ tới đây nữa. Ông đừng có giỡn cái kia này. Tôi không thích cái giỡn là sợ phải dính thiệt đó. Tôi không thích cái diễn chi tiết vậy. Ba vừa dèo xuồng đi. Bây giờ mới nói. Ba cầm lên ba hung cái nói. Rồi động trời. Kiểu đó lắm vậy. Mà ba. Hồi đó ba đi quay rồi cái ba có trong lúc ba quay trong quá trình ba quay á xong rồi cái ba có lửa thương người nào thiệt đúng không? Cái này là nãy giờ ba giỡn. Từ xưa giờ á ba đi quay là ba nghĩ là anh em con cháu không mà chỉ mẹ là khác thôi. Hả? Ba nghĩ má mẹ là con cháu luôn. Hồi đó giờ đi quay cứ nghĩ là con cháu với anh em thôi mà riêng Hoài An là khác là ba nghĩ khác chứ mà nghĩ là vậy. Không? Ba cũng khôn lắm. Sao ba cũng tính dữ lắm chứ không ngu. Thấy không? Cái quảng cáo của Hoài An mà trên clip mà TV quảng cáo á, bà coi Hoài. Bây giờ ba không biết hiểu kem gì luôn. Mà coi mặt Hoài An không? Dạo này lên YouTube cứ mở lên là thấy cái gì đó, bà đó cái gì đó. Nó liên tục luôn. Chạy mà. Bọn đang chạy đúng không? Thì chi là cuốn trắng da. Mở lên là cứ có má Hoài An. Ngày bữa nay ra ốm rồi cho mọi người. Cái bữa con với má quay quảng cáo ở nhà cái đồng nhiều bữa năm nó lên rồi đó. Lên chưa? Lên rồi. SCTV3. Cái này nè, ra nó hay là mình mỗi lần con biết con diễn kịch hoặc diễn phim con khóc là con phải nhăn mắt đúng không? Con nhăn mặt con mới khóc được. Bạn con nhăn được. Con coi đi, ba nói con coi đi. Tự nhăn mắt nhiều rồi. Tự nhăn mắt nha. Má quay rồi có một cái thời gian gọi là khóc nhiều quá bị hư tiếng lệ. Hiểu, nhưng mà cái khóc là mình phải đặng khóc đúng không? Thì tự nhiên là quay vô. Quay qua, khóc về quay qua là nước mắt đó rớt rồi. Mà không có nhăn mặt gì hết. Ba biết má mẹ em nữa. Hồi đó tôi còn nghĩ đẹp má là cái gì không? Nhắn cái mô lô nước hả? Dặn một cái. Yumine. Đó, dặn một cái là nước ra. Trong phim đã khóc nhiều rồi, ba không muốn ngoài đời quen khóc nữa. Ba theo ba ra chứ không theo ba ra nha. Trong phim quen đây khóc nhiều rồi. Ba muốn ngoài đời quen phải sung sướng. Cho nên ba bên nhà là thấy khá. Ủa bây giờ rồi cuối cùng là con hỏi lại ba một lần nữa nha. Cuối cùng thì với anh em thôi. À, chứ ba nói hồi đó con thấy giống như là sao cũng lặng lặng. Cũng lặng lặng vô. Lặng lặng vô. Lặng vô mà sợ. Lặng lặng vô mà sợ khán giả gì nghĩ cái lặng lặng ra. Lặng lặng ra cái ngồi sợ mấy An nghĩ là mình. Không, mấy An buồn. Mấy An nghĩ là ảnh chứ không có gì mình đâu có lặng lặng vô. Cũng lặng lặng vô một tí. Bây giờ kết luận luôn nói chung. Nói chung là ba bình tĩnh đi, con chưa tỉnh lại rồi. Ba coi Hoài An gì là em. Còn cái coi như thế nào là tùy Hoài An thôi. Rồi ba tính nữa. Hiểu không con? Cái gì con phải tính hay con không tính mình con sao được đúng không? Mối tình này nó lạng quạng quá. Hồi nãy giờ nó chưa có lối ra. Thì ba coi tính vậy rồi. 4 năm nay rồi con. 4 năm nay rồi. Lâu lâu là gọi điện. Trời, coi lại cái Hoàng Hôn Dịu Dàng.
thôi đã quá em ơi, thích quá em ơi. Ôi trời luôn, không không có gọi điện hỏi thăm hay cái gì mà cứ gọi điện đó ngoài ngon quá. Gọi điện nhắc cái phim đó. Anh Hoàng đó là anh Hoàng là đóng với em là hai phim đóng chồng hai lần, một lần thật lòng bảy bịch đó. Cái phim đó rất là dễ thương, cái vai rất là dễ thương. Tuy là cũng nhận nhẹ đôi ba nhưng mà sau khi yêu bà này thay đổi hết. Ừ. Không uống rượu nữa, tí nữa làm ăn gom góp tiền để dành tính đi mua nhà. Nếu mà ở đây hoàn thiện quá đi mua nhà thì hôm nay mình sống chung cái kiểu vậy đó. Rồi còn một cái phim mua là cuộc đời. Cũng hành hạ quen, quýnh quen. Say xỉn nhưng mà quýnh quen quá trời. Quýnh tàn sát luôn. Thì không bao giờ nhắc cái phim đó. Không bao giờ nhắc cái phim đó. Ủa bà nè má. Có con không? Có con không? Thì cái mảng của má bên này là cái mảng của bên nhà mà anh không có tính đến cái con nhàn hơn á. Ba ba về bà quýnh bà tàn sát luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà con con là ba về bà quýnh bà hả? Ba diễn bà quýnh xong ba lên xe ba khóc bà. Bà quýnh bà đó. Bà khóc. Bà đứt ruột á. Bà diễn bà khóc bà gặp bà diễn nữa. Bà xạo lắm, bà quýnh đâu có trúng đâu, bà té. Bà té, bà khóc làm như là bà vũ phun lắm. Cái bà nhớ cái hình ảnh Hoàng khóc nãy cái bên lên xe bà về tự nhiên nó mắt bà rớt. Bà buồn đó, bà nói tại sao một người như vậy mình đi quýnh vậy. Cái đó phim bắt. Phim này, đạo diễn Nam nó ác lắm. Đúng không? Nam chú Nam, chú Nam. Bà Nam, quýnh tàn nhẫn luôn anh Hoàng. Quýnh mà ba đứt ruột luôn. Không mà không phải mình anh đâu mà em thấy nè, ví dụ như anh Thanh Điền, anh Thanh Nam là đóng chồng em á, mà kêu ra đây tán không ai tán được. Tán không được. Nhìn mặt em tán. Cái được. Mặt của em khó tán lắm. À? Mặt em cũng thương lắm. Mặt thì dễ thương chứ mà để quýnh. Không phải mặt dữ mà quýnh lại. Đâu. Đó. Trong phim là đáng lẽ là lúc đầu là ba với má sẽ được nên duyên trong phim, nhưng mà tại vì người thứ ba Tiêu đây xuất hiện đó là má Ngân Quỳnh. Thưa các bạn, mình phải ghét. Má Ngân Quỳnh. Má Ngân Quỳnh thật ra không phải Tiêu đây nha. Mà tại đây là mời má vô dây dây bà Lượng. Xong cuối cùng anh Nam không phải để cho má Ngân Quỳnh vào dây mẹ của Lâm. Chứ không là ba Tấn Hoàng có cơ hội đến nên duyên với lại má Hoàng rồi. Ủa vậy hả? Tự nhiên cái má vô tình mới làm chiêu đây. Tự nhiên sao? Làm người thứ ba phải không? Đến nghe nè. Thôi xong giờ đổi vai cũng còn kịp mới đấm con phần. Má được vào con lại hả? Đổi không? Đổi vai không? Dạ đổi được bây giờ mới để con coi cái kinh phí ngày hôm đó quay bao nhiêu á. Chứ má buồn nhìn con đi xong rồi mình phải lại. Dạy Phượng là đến như thế được đâu. Đúng rồi, là mẹ, mẹ từ trong phim ra ngoài đời luôn. Cái gì à? Lãng xẹt. Lãng nhất. Bây giờ hỏi ông Tấn Hoàng á, là ông yêu chị Hòa An đúng không? Ông thương thầm Hòa An đúng không? Trong Hòa An đâu có ưa, đeo hoài. Thôi, Tâm thấy là gia đình hơi lục đục của mọi người. Mình nên dừng lại đây chứ để không là một hồi nữa là mệt gì nha. Chứ mất anh hàng lên tiếng rồi đó. Bye mọi người. Thank you.